Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Biết Việt Nhật và cuộc sống nước Nhật. Video lần trước mình giới thiệu với các bạn về các loại thực phẩm chức năng có bán tại các tiệm thuốc drug store của bên Nhật hoặc là siêu thị lớn có bán thuốc và thực phẩm chức năng. Mình nhận được rất là nhiều phản hồi của các bạn như sau: chị ơi, em xem video của chị rất là hay. Những loại thực phẩm chức năng chị giới thiệu rất là tỉ mỉ. Chị có thể hướng dẫn cho em là mình nên mua loại nào được không ạ? Và bạn thứ hai có gửi mail tới cho mình thì video của bạn về từ vựng các loại thuốc rất là hay, mình học được những cái từ vựng rất là bổ ích. Tuy nhiên bạn đọc tiếng Nhật rất là nhanh, mình không theo kịp. Nếu có thời gian bạn làm video về từ vựng thuốc giúp mình được không ạ? Và bạn thứ ba có gửi mail nói với mình: chị ơi, mình trữ những cái loại nào, thực phẩm chức năng nào và thuốc nào nên trữ ở trong gia đình, chị có thể hướng dẫn làm cái video hướng dẫn cho em được không ạ? Rất nhiều câu hỏi của các bạn về chương trình video của mình, thì mình sẽ làm cái video này hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về những cái loại thực phẩm chức năng nào mình nên trữ ở nhà và những loại thuốc nào mình nên mua sẵn để ở nhà ha. Trong mùa dịch này thì mình nên trữ những loại thực phẩm chức năng nào và loại thuốc nào, thì gia đình của mình trữ những cái loại nào mình sẽ chia sẻ trong video này ha. Loại này là Apple Tea, là trà táo, thì cách uống nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng mình theo mình á, và mình nghiên cứu cũng rất là nhiều, thì mình nên uống nóng thì sẽ tốt cho cái cơ thể của mình, giữ ấm cơ thể thì cái virus nó không có xâm nhập vào cơ thể của mình. Đây là loại trà chanh ha. Cách uống thì một muỗng tinh bột trà chanh mình sẽ pha với 100 ml nước nóng hoặc là lạnh, tùy theo sở thích của mỗi người. Và hạn sử dụng còn rất là dài, mình có thể tham khảo cái hạn sử dụng ở bên dưới luôn ha. Trà chanh cung cấp rất là nhiều vitamin C, giúp tăng sức đề kháng mỗi ngày. Và trong mùa dịch thì đa số là mọi người không có tập thể dục nhiều và ăn và cái quanh quẩn cái phòng của mình thì rất là dễ tăng cân, thì mình có mua cái loại Slim Up này là cung cấp nhiều cái vitamin và khoáng chất, và mình uống thay thế ăn cơm, ăn tinh bột thì nó sẽ giúp cho vẫn bổ sung rất là nhiều dinh dưỡng, nhưng mà mình không có vượt quá cái số cân mình không có mong muốn ha. Và trong mọi gia đình thì ai cũng nên trữ cái loại nước xịt cồn này. Khi mà nhà có bé và bé hay bóc đồ ăn bánh này kia thì nên khử khuẩn cái tay của mình ha. Và đây là nước súc miệng, tiếng Nhật gọi là Urgai, là thuốc súc họng diệt virus. Và cách pha thì tương ứng với 10 ml thuốc, mình pha loãng 50 ml nước và mình súc họng khoảng 3 tới 4 lần một ngày. Và khi mình đi ra ngoài và về nhà thì mình nên súc cái cổ họng của mình để những cái virus hoặc là vi khuẩn nó bám cái thành cổ họng của mình, nó được đẩy ra ngoài và nó không có cơ hội để xuống cái phổi của mình. Và nước súc họng ở bên Nhật rất là tốt, và mình sử dụng từ cái mùa dịch tới hiện tại bây giờ thì gia đình của mình rất là khỏe. Và có rất là nhiều nước súc họng Gaigo series, thì mình có thể mua cái loại Minto, là cái loại bạc hà, mình có thể sử dụng cho bé cũng rất là tốt ha. Nhà mình có 2 bé thì bé đi học về là lúc nào mình cũng yêu cầu phải súc cổ họng. Và đây là mật ong Hachimitsu, thì mình có thể uống với aoziru, là bột rau củ của Nhật. Và trong cái mùa dịch này mình không có đi siêu thị thường xuyên, nếu trong gia đình của mình thiếu rau củ thì mình cũng có thể uống bổ sung cái chất xơ rau củ này ha. Và nó bổ sung là calcium, canxi và vitamin C và sắt. Bột uống rau củ này bổ sung rất là nhiều dinh dưỡng, không những là chất xơ mà vitamin rất là nhiều. Và thuốc thì gia đình của mình trữ cái loại thuốc này, những cái bệnh cảm cúm thông thường mà mình phát hiện ra như là đau cổ họng nè, sốt nè, hoặc là chảy mũi và ho thì mình có thể sử dụng cái loại này, và tiếng Nhật gọi là Kaze-Gusuri. Và cách uống thì khoảng 12 tuổi thì không có nên uống cái thuốc này. Thuốc này sử dụng cho 12 tới 14 tuổi và uống 2/3 cái gói thuốc ở bên trong ha. 15 tuổi trở lên thì mình sẽ uống một bịch, khoảng một ngày uống 3 lần. Và đối với người lớn thì một ngày uống 3 lần ha. Và loại thuốc này gia đình của mình trữ rất là nhiều ở nhà. Mỗi khi mình cảm thấy có đau họng hoặc là muốn ho thì mình sẽ súc họng liên tục, và mình uống thuốc vào thì khoảng 2-3 ngày thì mình sẽ khỏi. Và mình thấy cái loại thuốc này cũng rất là hay. Khi mà mình uống cái loại đầu không có hết thì mình có thể uống đổi cái loại thuốc khác. Thì loại thuốc này mình thấy rất là hay và chữa cái đau cổ họng nè, sốt nè, chảy mũi và ho. Bạn có thể uống cái loại thuốc này cũng được ha, một ngày uống 2 lần, uống sáng và uống tối. Và vitamin C mình cũng nên trữ luôn. Và cái loại này là Hana Ugai, là nước muối, nó giống như là cái nước muối sinh lý của bên mình. Mình có thể rửa mũi dành cho những bạn nào mà có viêm xoang hoặc viêm mũi. Mình thì trước đây lúc mà học trung học thì mình có bị viêm xoang, thì khi mà qua bên Nhật thì mình hay sử dụng cái nước rửa mũi này, mình thấy rất là tốt. Và cái cách sử dụng thì 15 tuổi trở lên mới được sử dụng cái nước rửa mũi này. Và nước rửa mũi này rất là tốt, rửa những cái bụi bẩn bám trong thành mũi của mình. Và khi mà mình đi ra ngoài, đi tàu xe thì mình tiếp xúc rất là nhiều người. Nếu mà mình về mình rửa mũi nè, súc họng nè thì sẽ giảm rất là nhiều nguy cơ bị nhiễm COVID ha. Và mình luôn sử dụng cái loại này, và bên trong nó có một cái chai xịt, mình bỏ cái nước Urgai nước rửa mũi này vào cái chai nhỏ và mình bơm rất là nhẹ nhàng, không có đau gì hết, nên bạn cũng yên tâm, không có cảm giác không có khó chịu. Và đây là kem đánh răng, tiếng Nhật gọi là Hamigaki. Và nếu mà bạn chải đánh răng thì Haburashi ha, là bạn chải đánh răng. Và đây là kem đánh răng dành cho trẻ em, có vị nho nè, vị Meron là cái vị dưa lưới, rất là thơm, rất là ngọt cho bé, không có bị cay. Cái loại kem đánh răng của Nhật rất là hay ha. Và cái mùa dịch này mình nên giữ sạch cái răng miệng sạch sẽ, và mình súc họng và mình rửa mũi thường xuyên thì sẽ giảm cái nguy cơ nhiễm COVID rất là nhiều, rất là hay. Và tất cả những cái loại này gia đình của mình lúc nào cũng mua rất là nhiều để ở trong nhà và sử dụng thường xuyên. Thì mình có bị viêm xoang thì mình sử dụng cái loại chikunoso, là loại làm sạch cái xoang của mình á. Mình quên giới thiệu, nhưng mà ở trong cái video nó có cái thuốc đó, bạn tham khảo ha. Và cái loại soga này là cái trà gừng uống nóng. Mình uống nóng để giữ ấm cơ thể, và gừng giúp giữ nhiệt rất là tốt. Và khi mà cơ thể của mình ấm, không có lạnh á, thì virus rất là khó tấn công vào cái bên trong phổi của mình. Mình nên uống nóng, ăn nóng nè, rồi mình giữ vệ sinh tay chân sạch. Và đây là viên kẹo ngậm thông cổ, nó có cái thuốc ở bên trong. Thì khi mà bạn bị đau cổ họng hoặc là có triệu chứng cảm thì mình nên ngậm cái kẹo ngậm này ha. Tất cả những cái loại thực phẩm chức năng và thuốc mình trữ ở nhà mình đã chia sẻ cho các bạn hết rồi, thì mong là các bạn có thể lựa chọn những cái thực phẩm mà mình cảm thấy thích hợp với mình. Thì mong là video có ích cho các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để khi mình có video mới, các bạn là người đầu tiên nhận được video của mình ha.